Oai Quan, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, gồm có 3 nhịp dầm Double T sử dụng bê tông công nghệ UHPC tiền chế, bắc qua một nhánh sông Bưởi. Về mùa lũ, chiều rộng sông tới 50m, sâu khoảng 5m, chia cắt thôn Phong Phú 1 và 2, làm cho thôn Phong Phú 1 bị cô lập hoàn toàn. Do vậy, bà con không thể đi lại, sinh hoạt học hành bình thường. Thôn Phong Phú chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường với khoảng 130 hộ, gần 800 nhân khẩu, chủ yếu là canh tác trồng mía và lúa. Việc xây dựng cầu Bai Quan chỉ trong 2 tháng nhờ sử dụng công nghệ dầm UHPC tiền chế lắp ghép, chịu tải trọng xe 5 tấn cho phép đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế, thi công rất là nhanh, chi phí bảo trì không đáng kể, tuổi thọ cây cầu trên 50 năm, với giá thành ngang bằng với giá thành xây cây cầu bằng bê tông cốt thép hiện nay. Với việc khánh thành cầu, UHPC Bai Quan đã giúp cho mong ước từ lâu của bà con trải qua nhiều thế hệ của bà con dân tộc Mường nơi đây trở thành hiện thực, đảm bảo được giao thông, sản xuất kinh doanh, sinh hoạt học tập của bà con ngày càng thuận lợi, cả mùa khô cũng như mùa lũ, cả ngày cũng như đêm. Ngoài ra còn đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn và giúp cho xã Thành Mỹ dần dần đáp ứng các tiêu chuẩn nông thôn mới. Cầu Bai Quan được khởi công và xây dựng vào ngày 19 tháng 10 năm 2020. Qua 2 tháng thi công, với sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền của xã, sự phối hợp và tạo điều kiện. Cảm ơn anh Việt là một người coi như là đã hỗ trợ cho tổ chức của chúng tôi từ đầu đến cuối, và anh cũng đã rất tài. Đấy, nên đã xây rất là nhanh, trong vòng cũng chỉ từ khảo sát cho đến xây là khoảng gần 3 tháng. Tôi đến đây khoảng 15 lần. Từ một cái người cán bộ Hà Nội được quen biết bà con, được biết được cuộc sống của bà con nơi đây, được quen biết các đồng chí lãnh đạo xã, đưa tới một cái tình cảm, một cái sự gắn bó, gắn kết vô thương. Và trên tinh thần đấy, chúng tôi đã rất là tích cực cùng với địa phương, cùng với tổ chức những doanh nhân Sen Vàng để mà hỗ trợ và xây dựng thiết kế, thẩm tra, thẩm định, rồi lập dự toán, rồi khảo sát địa chất công trình, rồi tư vấn giám sát, và đã hoàn thành cây cầu này trong vòng khoảng độ 3 tháng kể từ khi khảo sát thiết kế. Công trình rất nhỏ nhưng nó có ý nghĩa lớn đối với bà con xã thôn Phong Phú và xã Thành Mỹ, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Nhân dịp đầu năm 2021 và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, thôn Phong Phú, chính quyền xã, bà con xin bày tỏ sự cảm ơn và xin chúc mừng năm mới đối với tất cả quý vị, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, thì không biết nói gì hơn, thì cũng đại diện cho bà con nhân dân trong thôn Phú xin cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo và tổ chức doanh nhân và các ông các bà quan tâm đến thôn Phong Phú, tiếp tục đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành để đưa cầu Bai Quan vào khai thác. Việc khánh thành cầu cũng là bài học rút ra từ công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hạ tầng nông thôn một cách hiệu quả, là bài học cho việc xã hội hóa nguồn lực trong xây dựng hạ tầng, trên cơ sở đó tăng cường sự đoàn kết, tình cảm gắn bó của các tổ chức cá nhân từ thiện, tư vấn xây dựng và nhân dân địa phương. Cầu Bai Quan hoàn thành với sự chỉ đạo của chính quyền cơ sở, sự ủng hộ của bà con, sự đóng góp của mọi người, nhất là tổ chức nữ doanh nhân Sen Vàng Việt Nam và các nhà hảo tâm, công sức của các đơn vị tư vấn và xây dựng. Cây cầu là biểu tượng của việc ứng dụng thành công công nghệ bê tông tiên tiến UHPC tại tỉnh Thanh Hóa và làm hình mẫu cho các công trình tiếp theo ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng cũng như ở Việt Nam, nước ta nói chung.